Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giận cá chém thớt, bất lực trước Thủ tướng Tổng đổ hết tội của Thủ tướng lên đầu Nguyễn Văn Đọc Ngoài chương trình chia chác ghế cho Đại hội 14 sẽ diễn ra sau hơn 2 năm nữa thì Hội nghị Trung ương 8 lần này cũng là dịp để ông Tổng Bí Thư tung cước nhắm vào nhóm lợi ích tại Quảng Ninh Những người này từng phụ là thuộc hạ thân cận của ông Phạm Minh Chính thời ông Chính làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. Đây là giai đoạn mà bộ máy chính quyền tỉnh này dàn xếp do IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trúng thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào năm 2012. Ông Nguyễn Văn Đọc bị ông Tổng cho lên thớt. Vào ngày 5 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban Bí Thư đã chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí Thư đưa ông nguyễn văn đọc và nguyễn đức long ra để mà xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên có vi phạm khuyết điểm kết quả là ông trọng đã cho cách chức tất cả các chức trong đảng đối với hai ông này hình thức cách chức là hình thức kỷ luật nặng bởi thông thường khi quan chức bị cách hết chức vụ trong đảng thì có thể là dọn đường để khai trừ ra khỏi đảng và sau đó có thể bị khởi tố nhân vật được quan tâm nhiều nhất là nguyễn văn đọc Người được cho là cánh tay phải của ông Phạm Minh Chính là giai đoạn ông Chính làm bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Sai phạm dẫn đến việc ban bí thư của bộ chính trị kỷ luật ông Nguyễn Văn Đọc được xác định là xảy ra vào giai đoạn 2015-2020. Lúc này, ông Nguyễn Văn Đọc làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh là người đứng đầu ban thường vụ Đảng ủy tỉnh có ông Nguyễn Đức Long là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, thì ông Đọc đã ký và đề cấp dưới ký một số văn bản có nội dung vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC thực hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách của nhà nước. Vi phạm khuyết điểm của Nguyễn Văn Đọc với hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền ở địa phương. Gói thầu IEC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phải liên quan đến sai phạm của ông Phạm Minh Chính thì mới đúng. Được biết, FEC của ông Trịnh Văn Quyết đầu tư tại Quảng Ninh kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, cho đến khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vào năm 2022, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2017 đến khi ông Quyết bị bắt có trên 110 dự án chậm tiến độ bị buộc phải hủy bỏ. Vậy sai phạm của FEC quy tội cho Nguyễn Văn Đọc với vai trò là bí thư tỉnh ủy và là người đứng đầu ban Thường vụ Đảng ủy giai đoạn 2015-2020 là hợp lý. Trong khi đó, công ty IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào năm 2012. Đây là giai đoạn mà ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy và là người đứng đầu ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh giai đoạn 2011-2015. Vậy tại sao ông Trần Cẩm Tú lại kéo vụ IC của bà Nhàn gán vào sai phạm của Nguyễn Văn Đọc trong giai đoạn 2015-2020? Đây là điều bất hợp lý rất lớn. Vụ IC gắn với Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 Vụ FEC gắn với Ban thường vụ Đảng ủy giai đoạn 2015-2020 phải phân biệt rạch giỏi như vậy. Tại sao ông trọng lại lấy tội của ông Phạm Minh Chính đổ hết lên đầu ông Nguyễn Văn Đọc như vậy? Phải chăng vì ông tổng bất lực trước ông thủ tướng Phạm Minh Chính nên đem tội của ông thủ tướng đổ hết lên thuộc hạ của ông, thời ông làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Phạm Minh Chính còn vững lắm. Muốn công ở trụ thủ tướng thì ông tổng phải nhắm vào vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh và giàn lãnh đạo tỉnh này giai đoạn 2011-2015, chứ không phải là giai đoạn 2015-2020. Mà muốn công vào ông Thủ tướng thì cũng cần phải công trực diện. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang trùn tay trước sai phạm khủng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quảng Ninh vào giai đoạn 2011-2015. Vậy ông Trọng hô hào chống tham nhũng, không có vùng cấm để làm gì mà ông lại trùn tay đến như vậy Xem ra nếu không bắt được bà Nguyễn Đức Thanh Nhàn Thì cũng lắm ông Trọng chỉ xử được hàng tôm hàng tép tại Quảng Ninh Chứ chẳng thể đụng đến được con cá gọc Hiện nay ông Tổng là mạnh nhất Nhưng kẻ mạnh nhì cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với ông Trọng Bởi nếu ông Tổng không hạ được đối thủ Thì biết đâu một lúc nào đấy ông Tổng lại bị hạ thì sao Thời thế rất khó lường Không thể nói trước được điều gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin giận cá chém thớt, bất lực trước thủ tướng, ông tổng đổ hết tội của thủ tướng lên đầu Nguyễn Văn Đọc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thay vì che đậy, ông Hoàng Chí Bảo lại lột mặt nạ bác kính nhiều. Vào ngày 4 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân, Chu Hồng Quý có đăng một đoạn clip. Theo đó, ông Hoàng Chí Bảo, giáo sư đảng đang thao thao về bác trước một khán phòng với rất nhiều học sinh. Ông Bảo nói rằng, thế ta mới hỏi bác thế này, thế còn năm sinh của bác nhiều như vậy thì năm nào là đúng hả bác bác bảo chúng ta thế này nhé đúng hết các cháu ạ à, năm nào cũng đúng thế ta cũng chẳng hiểu ý tứ bác thế nào cả cứ tròn xoe mắt nhìn bác bác bảo các chú không biết à người việt nam mình ai cũng thế thôi đã có tuổi âm thì có tuổi dương nó có thể trùng nhau có thể không trùng nhau đại khái nói như vậy chứ bác cũng có biết đâu bác nghe kể như vậy thế là nó cũng rất tương đối đấy các đồng chí nhé đừng có cái gì cũng cứng nhắc cả ngay cả các bạn trẻ thế này mà chúng tôi hỏi ngày tháng năm sinh có khi nói sai hết thấy chưa nào cứ lẫn lộn âm dương cả người việt nam là thế thì bác cũng thế thôi clip về lời phát biểu của ông hoàng trí bảo đăng trên trang của chu hồng quý đây là câu bảo chữa cho nghi vấn về ngày sinh của ông hồ chí minh Hiện ông Hồ Chí Minh có hai ngày sinh. Ngày sinh được chính quyền Cộng sản thừa nhận và tổ chức hàng năm là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Ngày thứ nhì là do VTV làm phóng sự, Nguyễn Ái Quốc ẩn số từ nước Pháp đã vô tình đưa tấm ảnh căn cước của ông Nguyễn Ái Quốc được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Sở Cảnh sát Pháp. Ngày sinh này là ngày 15 tháng 1 năm 1894 Điều này cho thấy ngày sinh mà Đảng Cộng sản bao lâu nay tổ chức cho ông Hồ Chí Minh là giả tạo. Bao lâu này Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã lừa dối nhân dân Việt Nam. Có lẽ vì chuyện giả dối này bị bóc phốt mà ông Hoàng Chí Bảo phải tìm cách lý giải. Tuy nhiên ông càng cố lý giải về ngày âm, ngày dương thì càng loi ra sự lừa dối đó. Trên giấy tờ của Pháp Cấp họ không thể dùng ngày âm mà dùng ngày dương lịch bởi Pháp không dùng lịch âm như của Trung Quốc. Còn ngày 19 tháng 5 năm 1890 mà Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận và phổ biến trước toàn dân thì cũng là ngày dương lịch chứ không phải là ngày âm lịch. Và lại ngày 19 tháng 5 năm 1890 dương lịch nếu tra ra ngày âm lịch là nhằm ngày 1 tháng 4 năm canh dần 1890. Đảng Cộng sản chưa bao giờ tổ chức ngày sinh nhật cho ông Hồ Chí Minh vào ngày này. Và văn hóa Việt Nam không bao giờ tổ chức sinh nhật theo ngày âm cả. Ngày âm được người dân dùng cho ngày dỗ cho người đã khuất và ngày cúng cho các đền chùa miếu mạo. Căn cước của ông Nguyễn Ái Quốc tại trung tâm lưu trữ của Sở Cảnh sát Pháp, trong đó ngày sinh của ông Hồ là 15 tháng 1 năm 1894. Đã là giả dối thì càng che đậy càng lòi ra mặt chuột. Ngày nay học sinh được tiếp xúc với mạng xã hội, dù bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn thông tin mà họ không mong muốn, nhưng những thông tin tức này cứ đến tai học sinh. Học sinh ngày nay đã từ nhỏ tiếp xúc với Internet, nếu chị tìm tòi thì sự thật sẽ hiện ra. Sự giả dối trong sách giáo khoa cũng bị phơi bày. Là sự thật thì không phải che đậy, là sự thật thì trước sau cũng không có sự bất nhất. Chính quyền của Đảng Cộng sản lập ra cả ban tuyên giáo của Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ để làm công việc tạo lớp mặt nạ cho đảng thì điều đó cũng đủ để chứng minh là sự dối trá của chế độ này nó kinh khủng đến như thế nào. Hai cơ quan cấp trung ương điều khiển hơn 800 tờ báo, các kênh truyền hình và đài lớn nhỏ làm công việc che đậy sự thật xấu xa và sơn phết lên mặt chế độ những thứ tốt đẹp bịa đặt. Tuy nhiên, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra, chỉ cần có sự bất nhất giữa các bên là sự thật sẽ được phơi bày bởi sự thật chỉ có một nhưng bịa đặt thì rất nhiều kịch bản. Lỡ ba xạo với dân thì giờ làm sao tẩy xóa cho được? Việc lộ bộ mặt dối trá về ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là do chính Đảng Cộng sản tự gây ra chứ chẳng có thế lực thù địch nào vu cáo cả. Việc lục tìm thẻ căn cước từ trung tâm lưu trữ của Sở Cảnh sát Pháp đã giúp cho người dân có cơ hội đối chiếu và mặt nạ dối trá đã bị rớt xuống. Và đó là lý do khiến ông Hoàng Chí Bảo phải thanh minh cho những trò dối trá của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Tuy nhiên lợi bất cập hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thời báo d với bản tin thay vì che đậy ông Hoàng Chí Bảo lại lộ mặt nạ bác kính yêu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề.